Mời các anh chị ở ngoài phía sảnh và trong hội trường để chúng ta tiếp tục phần thứ hai của buổi tập huấn ngày hôm nay ạ. Các chị ở trong bên ngoài kia đã vào hết chưa? 자, 반은 여기서처럼 반은 이쪽으로 자르시니까. các chị chia ra làm hai hướng đứng điểm, một đứng ở bên phía bên sau cùng thầy, ở một nhóm thì đứng trước thầy ạ, để chúng ta nhìn cho kỹ cái sản phẩm tóc ngắn. Ví dụ như là sau bước một thì các chị sẽ thực hành luôn trên kênh của mình trong khoảng 10 phút, và sau đấy thì thầy sẽ kiểm tra và đi luôn bước hai, bởi vì thời gian buổi chiều chỉ có 2 tiếng và chúng ta phải thực hành 2 mẫu. Nha, hai phép. 자, 섹션은 A 라인의 섹션으로. 제가 세션 chia theo là cái vị trí đây, em có ý kiến như này, có thể là mình cứ ngoài vị trí thì có cái vị trí ghế ở phía sau mình ngồi, để tất cả cùng có thể quan sát được. Thầy bảo đứng mà. À đứng. Thầy bảo đứng em mà ngồi à? Vâng ạ. Đầu tiên thì ý là tất cả các anh các chị đừng tập trung vào để quan sát, nhưng mà thực ra cái số lượng người của mình cũng rất là đông đúng không ạ? Bốn mời anh chị tất cả, nên là có thể là các anh chị lựa chọn là mình ngồi ở vị trí của mình ở phía sau ghế để tất cả cùng quan sát được. Pivot으로 수박처럼 이렇게. Các anh chị khi mà chia nhà các chị thì các chia theo múi nhá, là cái múi múi sơn dưa hấu ấy ạ. Múi cam. Thầy giờ tiếng Hàn thì thầy đó là múi dưa hấu. Cái phần múi trên này các anh chị thấy cắt như thế này ạ, anh chị có nhìn rõ không ạ? Như vậy là tôi đã hoàn thành xong cái đường điều việc dưới rồi đúng không ạ? Đường dưới. Cái tiếng thứ hai đó là điều phía dưới ạ, điều cuối ạ. Điều cuối ạ. Và bên kia là kéo ra từ phía đằng sau này. Và chúng ta cắt tỉa. Và chúng ta sẽ lấy phần lớp tóc thứ hai này vào với góc như là 45 độ. Và xong đấy thì chúng ta lấy tóc song song. Và chúng ta sẽ cắt theo cái đường lai mà đã nung định từ cái phần giữa đấy rồi. cái khi mà các chị lấy cái phần như thế này ạ, nó phải là
đường thẳng nối liền liên tiếp nhau. Và chúng ta sẽ nâng cái góc lên khoảng 5 đến 10 độ. Cái phần ở phía bên cạnh này ạ, thì các anh chị cắt đến vừa vừa người tay ạ. Tiếp theo là lột ra. Và mà lấy cái phần để giữ lại cái phần tóc này để cắt. Như là ai biết? Và như thế này thì nó sẽ nối đều. Thế có được cái? Rồi là. À, và cắt như thế này thì để cho cái phần sau này nó không bị đẩy vào trong. Và cái lớp tóc này thì so với cái góc lưng tăng lên cao nên so với cái lớp vẫy khoảng 10 độ. Vì thế nên nó phiêu lạc rồi. Cảm ơn. Ừ, cảm ơn. Vì thế thái độ cho dân đồng. Cái phần ở tóc ở chỗ này ạ, thì là nó phồng 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 lên. Thế nên là mình kéo xuống cái giữ này để cho nó tránh cái phồng phía trên này. À, và cái phần cắt bên này thì cũng sẽ là lấy giữ được và ấn các ấn xuống. Cái việc mà càng đẩy xuống phía dưới thì cái góc nó càng nghiêng xuống thì các anh chị có hiểu không ạ? Bây giờ thì tôi đã không hoàn thiện trong cái phần cắt khung rồi, thì sau đấy phần tỉa sau khi mà chúng ta sấy không xong thì chúng ta sẽ tiến hành tỉa. Chiều nay thì nó sẽ thân phần chia sẻ với anh chị về bài này, xong hơn thêm một bài cắt ngắn hơn nữa, bài tô boy như này. Thì anh chị có thể cũng thỏa lách đi hơn một chút để đảm bảo cái thời gian còn cho hai bài cắt chiều nay. Thank you.
thế khuôn nào. Vừa rồi là thầy đã hoàn thành xong cái phần cắt tỉa và hệ sấy xong rồi ạ. Mọi người có thể tập trung lại đây được không ạ? Các anh chị tập trung lại kiểm duyệt hiện trường ạ. Em thì một số anh chị ở phía dưới mình có thể về trên cái đầu mẫu này để cho thầy chia sẻ thêm một chút. Tóc của chị mỗi ngày thì là tức là phải là chỉ để tóc dày, tóc hơi mỏng và mấy tóc muốn cứ xuôi đổ xuống. Và vì thế nên là tôi phải sấy hơi vòng lên. Rồi cắt tóc 하고 나서 이런 스트레이트 볼륨 매직을 한국에서 많이 하고 있는데 ở Hàn Quốc thì là tôi thường là sau khi cắt xong thì cũng là sấy vòng lên để tạo cái độ phồng. 뿌리를 띄워서 펌을 또 이렇게 해주시면 cắt plus cộng phong mẹ truy tố và cái cách như thế này sau đó thì chúng ta cũng có thể là uốn cho phồng cái phồng lên để tạo cái độ uốn cong của cái các sản phẩm thành phẩm volumetric gọi là cái tiếng Anh nó gọi là volumetric tức là cái phồng lên tạo độ phồng. Còn 이런 걸 이걸로 매출을 상당히 많이 올려요. Và cái volumetric으로 커트 선이 안 망가지게 볼륨 매직을 해서 매출을 많이 올리는 거예요. 매출 판매. Với cái hình thức mà thấy phòng tạo được phòng như thế này thì là khách hàng rất là dụng và tôi làm rất là nhiều. 자 여기도 아까 동일하게 선천적으로 무거운 곳을 제거해줍니다. Vừa rồi thì ở phần tôi nói là cái phần góc mà dần dần thì chúng ta sẽ tỉa bớt đi. Mười tuổi thôi chị. Thế còn hai mười hai. Về nhuộm tóc còn 12. Chúng ta cứ xem nhé. 이분은 숱이 이쪽이 더 많아요. 이쪽은 없고. Tóc của chị này thì là phần bên này, phần bên phải thì là ít hơn, mỏng hơn phần trái nhé. 그 사실 이후 이런 고객이 왔을 때 숱을 많이 심하게. Vì thế nên là khi mà có những cái khách hàng như thế này thì chúng ta cũng hết sức là cẩn thận, chúng ta không tỉa quá nhiều. 필요한 부분만 치겠습니다. Và chúng ta sẽ chỉ tỉa những cái phần nào mà cần, tức là dày quá phải tỉa thôi. 끝에만. Chỉ tỉa những cái phần đuôi ở dưới thôi. 키 자체를 이쪽을 수술 죽이면 이쪽에 상대적으로 나와 보는 거예요. 키 만 이쪽. 이쪽을 머리를 수술 치면 이쪽에 나와 버려. Khi mà chúng ta mà tỉa nhiều cái phần này quá thì cái phần đằng sau này nó sẽ phồng ra. 잡아서 chúng ta sẽ lấy sử dụng cái phần tóc bên này và tỉa nhẹ. 레이어로 해서 볼륨감을 thì lúc đấy thì chúng ta sẽ rất là thu hẹp cái độ phồng của cái phần tóc bên này. 이때 방향이 중요한데요. 레이어가 들어. Và cái hướng này hướng của các cái lớp tóc này rất là quan trọng. 아까보단 폭이 좀 작아졌죠? 네. 네, 됐습니다. 자, 이쪽과 이쪽은 어때요? 지금 죽인데. 화면이 다르고, 두 번 들어가는데. 범위가 되도 5와 5번으로 완성했습니다. 저희 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 완성했습니다. 저희